Xin kính chào quý vị khán giả và toàn thể các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Đùng Hà Giang. Vậy là trong những ngày vừa qua thì trời mưa rất là nhiều, khiến cho mọi nơi đều ẩm ướt và những cái con đường là rất là lầy lội, cũng như là có nhiều nơi đã bị sạt lở do mưa lớn kéo dài trong vòng 4-5 ngày qua. Và đến ngày hôm nay thì trời bắt đầu có nắng ở tại huyện Hoàng Su Phi. Chính vì vậy mà Tuấn Đùng cũng như một chú dế mèn sẽ lại tiếp tục ra khỏi hang để đến với lại mọi bản làng. Đấy, trong ngày hôm qua thì Tuấn Đùng cũng nhận được cái công đầu tiên trong 9 tháng Tuấn Đùng đi quay phim để làm YouTube, và cũng nhận được tháng lương đầu tiên. Đấy, được hơn 2 triệu, gọi là đủ 100 đô. Đấy, là được hơn 2 triệu. Đấy, nên đối với cái khoản tiền này, Tuấn Đùng cũng muốn có một chút món quà nho nhỏ dành cho các em ở trong thôn Nậm Than thuộc xã Tân Tiến của huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang. Đấy, Tuấn sẽ mua lấy cái bộ bay bàn xoa với lại cái xô cho các em. Đây là nhà Tuấn Đùng đang ở, gọi là ở nhờ thôi. Và xa tít chân trời ngay trước mặt là có chị hàng xóm là bán hết những cái nhu yếu phẩm cần thiết. Và Tuấn muốn là sẽ sử dụng cái tháng lương đầu tiên này trích ra một chút để mua cho em Vần hai con với lại em Vàng thợ xây hai bộ bay bàn xoa, một cái xẻng với lại hai cái xô để xách vữa, chuẩn bị cho việc xây dựng kia bể nước đầu nguồn cũng như là bể nước để tích nước ở nhà em Vần hai con và cái công trình nhà vệ sinh. Đấy, các khoản chi phí này thì cô chú Kỷ Vân ở bên Mỹ có gửi tiền về rồi. Và nếu mà hôm nay nắng, ngày mai Tuấn Đùng sẽ bảo các em là sẽ chuyển vật liệu. Đó, thì ngày mai là sẽ lấy 2.000 viên gạch luôn với 10 bao xi với lại 20 cân sắt để thực hiện luôn các bạn nhé. Chị Lĩnh ơi, cho em hỏi một chút nào. Cái bay này bao tiền cái chị? 20. Dạ. 20 à? 20.000 một cái bay à? Chị cho em hai cái bớt không? Cho em được thế à? Lãi 1-2 nghìn thì bớt 1.000, lãi 2.000 bớt 1.000 đi. Cho em cái bàn xoa thì cái nào tốt hơn ạ? À? Cái vàng thì tốt hơn hay là cái đen kia tốt hơn? Cái này là để ấy, để cái đấy là để ấy thôi. Cái đấy là để vả bạc matit đúng không? Để bả sơn đúng không? Cho em hai cái bay. Hai cái bàn xoa. Cái xẻng nào để trộn vữa tốt hơn? Xẻng đĩa vữa là xẻng vuông này à? Xẻng vuông này à? Đây nè. Một cái con vuông, một cái nhọn đi. Không, em chỉ lấy một cái thôi. Trong kia dân nó không có xẻng đâu, dân toàn quốc thôi. Lấy cho em một cái xẻng nhọn đi, xẻng ấy cổ truyền đi. Xẻng nào tốt. Vâng. Cái xẻng vuông này là chỉ để xúc than. Xẻng to xúc xỉ than thôi đúng không? Cái bàn xoa là cái bao tiền? 20.000. 20.000 à? Thầy lấy 15.000 kìa. Không, lấy cái tốt đi. 15.000 mỏng quá. Bay bàn xoa đã được mấy đồng? Cái xẻng đấy là bao tiền? 50.000. 50.000 à? 50.000 là đi 40, 80, 80 là đi 130. 130. Lấy cho em hai cái xô là bao tiền một cái đấy? 10.000 một cái à? Thế thì em lấy thêm hai cái xô, chị lấy cho em hai cái xô nhá, 150 nhá. Đó các bạn ơi, giá chị để sử dụng một bộ đồ nghề cho công ty hai xô hai tay cũng rất là rẻ thôi. Một chiếc bay có giá là 20k, một chiếc bàn xoa cũng 20k, mỗi xẻng là 50k, và chiếc xô để xách vữa này thì cũng rẻ thôi.
chỉ có 10k một cái thôi. 150.000. Này em gửi chị. Đủ nhá. Ok. Và bây giờ thì Tuấn Hùng sẽ di chuyển vào trong hộ của em Vàng thợ xây. Để cái thứ nhất là cũng gặp chỗ em Vân với em Vàng để tiện cái trao đổi xem là cái giao thông đi lại ok chưa. Đó, để ngày mai là triển khai là sẽ chở vật liệu luôn vào trong đó và sẽ thực hiện ngay, chứ không là mùa mưa mà đến liên tục như thời gian vừa rồi sẽ rất là khó để mà xây dựng, đặc biệt là cái bể nước, mặc dù nó nhỏ thôi nhưng mà nó lại nằm ở trên những cái con rãnh đầu nguồn của các hộ dân cư. Chính vì thế mà trong cái đợt mưa lũ như vài ngày vừa qua thì các hộ sẽ không đảm bảo nước sạch để sử dụng đó, nên là Tuấn Hùng rất là muốn là đẩy nhanh cái việc là xây dựng cái bể nước và cái công trình phụ cho hai gia đình của hai em. Bây giờ thì Tuấn Hùng mời quý vị cùng Tuấn Hùng đi xem là cái đường vào chỗ nhà em Vân hai con, chú hộ em Vàng thợ xây là sẽ đi được chưa, để đảm bảo ngày mai lấy vật liệu chưa. Và qua đây thì Tuấn Hùng thấy mấy anh em là đang đóng gạch bi. Đấy, thì Tuấn Hùng muốn hỏi xem là cái giá gạch ở đây là giá cả như thế nào nha các bạn đây. Em chào các anh nhá. Các anh ơi cho em hỏi tí, cái gạch gạch bi loại to này là bao tiền một viên anh? 6.000 một viên à? Trước là bán 6.000. Còn cái gạch nhỏ kia? Hơn 1.000 một viên. Hay dạ. Đúng là có cái quả máy này là hơi ác chiến đấy nhờ. Kia gạch nhỏ này, gạch xi nhỏ này là hơn 1.000 một viên này các bạn này. Đấy. Còn cái gạch to kia là 6.000 một viên. Thế thì cái gạch này giống viên gạch đỏ, nhưng mà lại được đóng bằng xi măng với lại cát. Rồi em cảm ơn nhé. Em hỏi trước cái giá thành thế nào đó. Các bạn xem máy trộn vữa này. Ở đây thì toàn là cát được lấy từ con sông chảy của huyện Hoàng Su Phi thôi. Đó. Bao gồm có cát với lại bột đá xanh. Ở cách đây khoảng độ hơn chục năm trước thì ở khu Đồng Văn Mèo Vạc phía Bắc Hà Giang để xây một cái nhà. Thì cái giá vật liệu rất là cao vì trên đấy không có cát. Nhưng mà từ cái ngày được có cái máy để nghiền đá xanh thành bột làm cát như thế này. Đó, thì đá xanh đã được nghiền thành cát này. Với lại nghiền thành đá 1, 2, đá 2, 4, đá 4, 6 ấy. Thì bây giờ chi phí để xây dựng ở trên kia hai cái huyện núi đá phía Bắc cũng rẻ đi rất là nhiều. Còn ở Su Phi thì chủ yếu là dùng cát của sông chảy thôi. Đó, mưa gió trong cái thời gian qua là các bạn có thể nhìn thấy là đến cả những cái con đường đi vào nhà của các em là cũng bị sạt lở như thế này. Đấy. Và nước suối thì rất là to. Khi mà mưa kéo dài lâu ngày. Đấy. Cái hạ lưu của hai cái dòng suối chập lại này nó rất là dài, chính vì thế mà khi nước về nó sẽ rất là to. Đường lở nhiều lắm các bác ơi. Nói thật là đường vẫn còn lầy lội và những cái tả lý đất mấy cuốc mới làm cách đây có tháng thôi. Chính vì vậy mà đất nó chưa ổn định. Đó, và những cái nương sắn trên này là cũng bị lở xuống hết này. Lở rất là nhiều luôn. Càng đi sâu vào phía trong thì cái tản lý dương nó sạt lở càng nhiều. Và lòng đường vẫn còn lầy lội lắm các bác ơi.
Đó. Nhưng mà mặc dù đường có bị sạt lở nhưng vẫn có thể để cho xe máy là có một cái khoảng nhỏ để thoát xe được. Và vẫn có thể là chở vật liệu được. Nên là nếu mà ngày mai trời nắng thì Tuấn Hùng sẽ nhờ cô Hồng sẽ đánh ô tô chở vật liệu ra cho các em ấy, để các em ấy vận chuyển vào luôn, để triển khai luôn. Đó. Mặc dù là cũng hơi lầy một chút, nhưng mà nếu mà nắng như thế này thì ngày mai là có thể di chuyển thoải mái rồi. Chỗ kia là gần như là ăn hết sang phía đường rồi, chỉ còn một tí ở chỗ mép Tản Ly Âm, chỗ đất mượn kia để đi thôi. Nó sạt hết toàn bộ luôn, từ Tản Ly xuống. Thế là cũng đến ở ngay cái đầu ngoài của nhà em Vàng Thợ Xây rồi. Đường đây các bạn này, nhìn đường này. Đó. Và từ đây thì có thể nhìn thấy là em Quang chỉ có chị Dính thôi, với lại các cháu nhỏ là luôn làm việc cật lực để trồng rau, trồng sắn, làm cỏ sắn. Đấy. Còn A Lù thì rất là lười, hay uống rượu lắm. Nhiều lần Tuấn cũng mắng A Lù rồi, nhưng mà không mắng ở trên video, mà chỉ là nói chuyện ngoài thôi, là phải lo cho vợ con một chút. Nhưng mà sống khi nào là cũng chỉ có rượu chè này, để cho vợ với lại các con khác tự làm. Đấy. Con thì đẻ lắm, 4 đứa liền, nhưng mà bản thân thì suốt ngày đi tìm rượu uống. Nói chung là thương chị Dính với lại cháu Quang với lại ba cháu nhỏ. Đấy, 4 anh em là cuộc sống rất là đói khổ vất vả. Thóc gạo thì không đủ ăn, phải ăn củ sắn. Nhưng mà bố thì cứ loanh qua loanh quanh, cũng hay uống rượu và rất là lười làm. Nên là Tuấn Hùng cũng không thích thế nào đấy. Thôi bây giờ thì Tuấn Hùng mời quý vị lên với nhà của em Vàng Thợ Xây. Chả biết là hôm nay trời nắng thì em có đi làm không hay em ở nhà. Đó, đường lên chỗ hộ của em Vàng Thợ Xây là cũng bị sạt lở hết đây. Chỗ mà Tuấn Hùng hay để xe kia là đất vùi hết đây. Đấy. Và các bạn có thể nhìn thấy đây là cái nguồn nước của hộ em Vàng. Đấy, đây là một nguồn. Và đây là nguồn thứ hai. Đó. Cái nguồn nước thì em chỉ lấy bao tải mà em đắp lại thế này thôi. Đó, chỉ dùng bao tải đắp. Các bạn có thể nhìn thấy là nước mạch là nó phun là từ trong đất ra. Đây. Đấy. Nước là phun là từ trong cái mạch đất ra như thế này. Đấy. Và em ấy thì đào để hứng. Đây có mấy cái mạch phun ra từ cái khe đất. Đấy. Nước rất sạch, nhưng mà do là cái trời mưa to, trận mưa vừa rồi ấy, khiến cho sạt lở. Nên là cái đầu nguồn đây các bạn có thể nhìn thấy, cái vòi đầu nguồn này cắm vào đất này. Đấy, là nước không về được nữa, vì nó làm bung bét hết chỗ cái đầu nguồn này ra. Chỗ này ở cạnh đường nữa nên cũng rất là không đảm bảo cái vệ sinh an toàn. Nên là rất là cấp thiết trong cái việc là phải xây dựng cái nguồn nước cho các em ấy đảm bảo được nước ăn hàng ngày. Đấy. Ở trên này thì các bạn sẽ nhìn thấy là không hề có cái nước chảy từ trên kia xuống. Đó. Mà nước lại chảy ngầm ở trong cái khe đá này ra. Đấy. Mùa mưa thì nước cũng khá là to. Đấy, nước chảy ra cũng to lắm các bạn ạ. Nên là phải tranh thủ mấy hôm trời nắng này thì sẽ bảo các em là
đào ra và xây nguồn lại. Đấy, xây kín lại để đảm bảo nước sinh hoạt sẽ về đều. Chắc là nhà của em Vàng là không ai ở nhà rồi. Để đóng cửa hết rồi. Ai ở kia nhỉ? Em Vàng ơi. Em Vàng ơi. Ngoài nhà. Quang ơi. Ồ, chú gọi chú Vân với. Chẳng có ai ở nhà các bạn đây. Này đến nhà em ấy thì không có ai ở nhà cả. Chỉ có mỗi cậu Vàng ở nhà thôi. Cậu Vàng đang nằm trong nhà đây. Chứ còn em Vàng thì không ở nhà. Đối với nhà em Vàng thì có bể nước rồi. Chỉ có cái bể đầu nguồn là chưa xây. Đấy, bên này chưa có nhà vệ sinh thôi. Cái rau mướp đắng này là bắt đầu đã leo đến hơn 1 mét rồi. Thế là gia đình của em Vàng là không có ai ở nhà cả. Tuấn Nùng sẽ lấy cái bộ bay, bàn xoa, cái xô với cái xẻng để đây. Đấy, coi như là tháng lương đầu tiên được 2 triệu thì Tuấn Nùng cũng trích ra 150 để tặng cho các em ấy để có cái dụng cụ để xây cái bể nước cũng như là cái nhà vệ sinh thôi. Mình sẽ mang để trước cửa nhà, chắc là tí em về em sẽ biết là Tuấn Nùng mua thôi, tại vì hôm nọ cũng nói rồi. Tuấn Nùng cứ để ở cửa nhà em ấy thôi. Không thấy ai ở nhà hết, có lẽ là các cháu đi học, còn vợ chồng em ấy không biết đi đâu. Mỗi cậu Vàng thì nằm trong nhà. Chứ còn em Vàng thợ xây là không thấy. Hơi chà. Hoa đu đủ đực đây. Nói chung là sau cái trận mưa vừa rồi thì những cái công việc như là làm nương, làm ruộng thì những người dân người ta sẽ chú trọng hơn vào cái thời gian để làm nông. Mà nương thì ở rất là xa, có lẽ là gia đình các em ấy đi làm nương rồi nên là không ai ở nhà. Cái vườn rau ngon này của em là cắt đi bán rồi đấy. Wow. Tuần lên xem kia vườn rau mùng tơi với rau muống của gia đình em Vàng, chính tay Tuấn gieo, chính tay Tuấn trồng, xem là nó lên như thế nào rồi. Sau đó có lẽ là Tuấn sẽ di chuyển đi về và sẽ đi lên Túng Sán. Wow, rau mùng tơi bây giờ mới lên các bạn ơi. Sau trận mưa vừa rồi thì bây giờ những cái mầm rau mùng tơi này bắt đầu mới lên rất là xanh tốt. Đó. Hôm nào mình gieo khá là dày. Cái này là phải tỉa ra để trồng lại. Còn rau muống thì gầy quá nhỉ.
lên rất là tốt rồi, nhưng có vẻ là rất gầy. Hôm nọ khi Tuấn Nùng vào đây thì cái cây bầu này, cái quả nó mới bằng cái ngón tay đây. Mà hôm nay các bạn xem này, nó to như cổ tay, to hơn cổ tay mình rồi. Rất là tốt luôn. Đấy. Quả bầu ở cuối bên kia nhìn còn có vẻ là như xanh và nó già đi rất nhiều rồi. Quá tốt. Thế là gia đình các em là có thêm rau để cải thiện cái cuộc sống. Có lẽ là gia đình của em ấy sẽ phải tỉa cái cây rau này để trồng lại. Có lẽ là phải quái thêm một chút phân nữa. Cũng không được tốt lắm. Đất cũng khô cằn quá, đây toàn đất cát. Trong khi đó rau ngót thì rất là tốt luôn. Hôm nay vào Tuấn Nùng cũng sẽ khảo sát qua cái tuyến đường là các em có thể dùng xe máy để vận chuyển được cái vật liệu hay không. Thì nói chung là nếu cứ nắng như hôm nay và từ giờ đến ngày mai không mưa thì thoải mái chở các bạn ạ, nó sẽ không bị lầy lội hay là bị tắc. Đó. Vào đây thì cũng chẳng gặp em Vàng. Mà bây giờ muốn xuống chỗ nhà của em Vẫn hai con lắm, nhưng cũng sợ hai vợ chồng em lại cũng đi làm nương hay là đi giúp ai làm nương chẳng hạn. Sau cái ngày mưa này cũng rất là vất vả luôn. Ồ, ruộng bên kia bị sạt hết rồi này các bạn này. Này, một nửa cái ruộng lúa kia này đã bị đất vùi lấp. Đó, người dân ở đây thì đã thiếu đói rồi. Đấy, thóc thì đã không đủ ăn rồi. Nhưng mà một nửa cái ruộng là những cái cơn mưa nó làm cho sạt lở hết ở phần trên. Đấy, lở từ trên này, trên cái thửa ruộng, mấy cái thửa ruộng trên này xuống. Thế là chỗ đấy là mất đi một nửa thửa ruộng rồi. Bây giờ mà di chuyển vào chỗ nhà em Vân cũng sợ em ấy không ở nhà, không biết làm kiểu gì. Thôi, có lẽ là Tuấn Nùng có số điện thoại của em Vàng. Em Vân hai con thì không có điện thoại, nhưng mà em Vàng thì có. Thì tối về Tuấn sẽ điện cho em ấy để chuẩn bị trong cái vấn đề là ngày mai sẽ ra nhận và bốc vật liệu. Đó. Còn bây giờ Tuấn Nùng xin được kết thúc video ở đây và di chuyển đi về thôi. Trời thì cũng lại có mây kéo đến rồi. Rất là xám xịt, không biết là tối nay có mưa không thôi. Tuấn Nùng xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm đến tập video hôm nay của Tuấn Nùng. Xin cảm ơn các bạn luôn luôn quan tâm theo dõi và đồng hành ủng hộ cho kênh YouTube của Tuấn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tuấn Nùng xin được tạm dừng video. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào các tập video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang. Bây giờ đến đây thì các em không ở nhà, cũng chẳng biết làm thế nào để trao đổi cả. Có lẽ là gọi điện cho em Vàng, xong là sẽ trao đổi qua điện thoại với em ấy, trong cái vấn đề là ngày mai sẽ ra bốc vật liệu để chuyển vật liệu vào. Thôi đi về thôi, di chuyển đi về thôi các bạn ơi. Mây thì rất là đẹp. Tuấn Nùng vừa gọi cháu Quang, cũng nói là hai vợ chồng em Vân cũng không ở nhà, nên là đi về là đúng rồi. Bây giờ đến thì cũng không gặp được. Ôi, cái xe máy mình sao tự nhiên đổ ấy nhỉ? Nó tự nhiên xe máy của mình lại đổ ra giữa đường này. Đi lấy củi về à con? Ai làm xe máy của chú đổ ấy? Tan hoang luôn.
hỏng rồi. Hóa ra là đám trẻ đã nhìn thấy xe máy mình chống nhân chống đất mềm qua nó yếu nên là nó bị đổ ấy.